Cùng VinaQuick chuẩn bị giỏ đồ đi sinh nhé. Đầu tiên thì chúng mình sẽ dùng những cái túi zip và có ghi lại như thế này, để khi mà mình mang vào bệnh viện thì mình sẽ dễ tìm hơn cũng như là sẽ gọn gàng hơn. Đặc biệt là khi mà mình vừa mới sanh xong còn đang phục hồi thì người nhà của mình cũng sẽ dễ tìm đồ hơn. Thì đầu tiên là tắm bé thì mình sẽ cần phải mang khăn tắm này, các cái bộ quần áo sơ sinh này, bao tay, bao chân này. Tiếp theo nữa là mình sẽ dùng những cái sản phẩm để tắm cho bé, những cái loại sữa tắm dầu gội chuyên dụng dành cho bé sơ sinh cũng như là dầu tràm để giữ ấm cho con. Tiếp theo là mình có thể mang theo những cái đồ vệ sinh cơ bản cho con, thì bao gồm là nước muối sinh lý này, những cái loại xịt khuẩn này, tăm bông, gạc rơ lưỡi, kem hăm, kem làm dịu da, phòng khi mà con mình có cơ địa da nhạy cảm. Tiếp theo là các bạn vừa mới sinh xong thì rất là đói này, thì nếu mà mẹ chưa có sữa thì mình sẽ cần phải mang theo sữa thanh. Tiếp theo là mình sẽ chuẩn bị là bình sữa này, khăn sữa này, và cái số lượng sữa mà mình nên chuẩn bị thì nó tùy thuộc vào cái thời gian mà mẹ dự định là mình sẽ ở lại bệnh viện. Ví dụ như là mẹ sinh mổ sẽ ở lại lâu hơn, cũng như là các cái dụng cụ để vệ sinh bình sữa. Sau đó thì mình sẽ dùng những cái loại để một cái túi khác để đựng những cái đồ để thay tã cho con, ví dụ như là khăn ướt này, khăn khô đa năng này, băng vệ sinh cho mẹ này, miếng lót tắm sữa, quần áo cho mẹ, và mẹ phải nhớ là giữ ấm cho bản thân thật là tốt nhé. Sau đó thì mình sẽ bỏ tất cả những